Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay mình xin giới thiệu món bánh chanh dây. Món này thì rất là ngon. Chanh dây là một loại trái cây rất là tốt cho sức khỏe. Thì cái món này rất là dễ làm. Món này chua chua, ngọt ngọt, ăn rất là cuốn. Và cách làm thì rất là đơn giản. Các bạn hãy xem tiếp video để biết được cái cách làm món này nha. Nguyên liệu để làm món mốt chanh dây này hay là bánh chanh dây thì chúng ta sẽ sử dụng là 2 hộp sữa chua, 5 quả chanh dây, 100g nước, 135g đường cát trắng. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng 14g gelatin, thì mình có chia làm 2 phần, một phần là 6g và một phần là 8g. Để chút nữa một phần thì mình sẽ pha sốt chanh dây, còn một phần thì mình sẽ pha kem. Và chúng ta sẽ sử dụng 200g whipping cream. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một ít bánh bông lan để chúng ta lót vào cái đế khuôn. Đây, ở đây mình có sự chuẩn bị cái bánh bông lan để mình lót ở cái đáy khuôn. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đi làm chanh dây. Các bạn cắt đôi quả chanh dây ra. Đó. Rồi, các bạn sẽ cho nó vào trong tô. Rồi sau khi mình bóc ra cái chanh dây của mình ra, các bạn sẽ cho vào đây 100ml nước trắng, nước lọc á, hồi nãy mà mình có nói rồi. Các bạn cho vào đây. Các bạn khuấy nó lên. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi đun cái hỗn hợp này. Rồi chúng ta đổ chanh dây vào. Bắt đầu các bạn bật bếp lên chúng ta đun. Thời gian chờ cái chanh dây thì bây giờ mình sẽ đi ngâm cái gelatin này nha các bạn. Các bạn đổ nước vào ngâm. Ngâm cho nó mềm ra để chút nữa chúng ta nấu. Chanh dây của chúng ta sôi rồi á, thì các bạn tắt bếp đi, mình đi lọc. Bây giờ chúng ta sẽ đi lọc cái sốt chanh dây nè. Chúng ta sẽ chia cái sốt chanh dây này thành 2 phần bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái sốt chanh dây này qua một bên. Cái phần gelatin mà nhiều quá các bạn, bây giờ mình đã ngâm nó mềm ra rồi nè. Các bạn vắt cho nó hết nước. Rồi mình cho qua cái chén, mình đi đun cách thủy. Chúng ta sẽ đun cách thủy cái này cho nó chảy ra. Đó, cái gelatin của mình nó chảy ra rồi nè các bạn. Vậy là được nha. Tiếp theo các bạn cho sữa chua vào. 2 hộp. Rồi các bạn sẽ cho chanh dây vào. Các bạn sẽ cho hết cái đường này vào. 135g đường cát trắng. Rồi giờ chúng ta khuấy nó đều nó lên. Các bạn khuấy cho tan đường luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 8g gelatin mình đã đun chảy vào. Rồi, chúng ta khuấy đều nó lên. Các bạn cho 200g whipping cream vào trong tô. Giờ các bạn đánh bông cái whipping cream này lên. Mình sẽ sử dụng một cái cây đánh trứng ha. Mình đánh bông nó lên. Các bạn đánh whipping cream nó bông lên như vậy nè.
là được nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái whipping cream mà chúng ta vừa mới đánh bông này nè, chúng ta bỏ vào trong cái hỗn hợp sốt chanh dây với sữa chua hồi nãy mà mình vừa mới pha á, các bạn sẽ cho hết vào. Các bạn khuấy cho nó tan ra, khuấy một chiều cho nó tan. Các bạn khuấy cho cái hỗn hợp cho nó đều một chút, mình khuấy kỹ một chút nha, cho các hỗn hợp nó hòa tan lại với nhau để bánh của mình được ngon. Các bạn cũng sử dụng cái cây đánh trứng các bạn khuấy cho dễ. Chúng ta cắt bánh thành những cái lát mỏng như vậy để chúng ta lót vào đế ly nha các bạn. Rồi đúng rồi, chúng ta tiến hành nè. Các bạn thả nhẹ nhàng cái bánh bông lan của mình xuống cái đế ly. Vậy là chúng ta đã lót bánh xong được phần đế ly rồi, bây giờ ta sẽ bỏ cái hỗn hợp sốt này của mình vào nè. Các bạn khuấy lại cho nó đều nha. Rồi giờ chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp sốt này vào. Chúng ta múc vào ly thôi. Sau khi chúng ta đã bỏ vào trong ly á, mình làm được 4 ly như thế này nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, mình để từ 2 đến 4 tiếng ha. Khi nào các bạn thấy nó đông thì bắt đầu chúng ta lấy ra, chúng ta bỏ cái sốt chanh dây lên. Cái bánh sau khi để ở tủ lạnh tầm hơn 2 tiếng đồng hồ các bạn, thì bây giờ nó đã gần đông rồi. Thì mình sẽ pha chế cái hỗn hợp sốt chanh dây này để mình để lên trên cái mặt bánh á. Thì bánh của mình ở dưới thì ngọt, ở trên nó sẽ có một cái độ chua. Thì nó sẽ làm cho bánh mình á, ăn nó sẽ vừa, nó hòa quyện với nhau, ăn nó sẽ rất là ngon. Các bạn cho cái gelatin mà hồi nãy còn 6g á, vào trong này. Mình khuấy với cái nước sốt, nước cô đặc chanh dây mà hồi nãy mà mình có làm á. Các bạn khuấy đều nó lên. Rồi sau khi mà mình khuấy xong rồi á các bạn, mình sẽ bỏ lên cái mặt của cái bánh của mình nha. Các bạn để lên đây. Rồi sau khi mà mình đã bỏ chanh dây vào trong cái bánh của mình á, rồi bây giờ mình lại bỏ vào tủ lạnh tầm 2 tiếng nữa cho nó đông thật đông đi, rồi mình lấy ra mình thưởng thức. Sau 2 giờ mình bỏ vào trong tủ lạnh thì bây giờ cái lớp trên của mình nó đã đông nè. Và toàn thể cái ly bánh của mình nó đã rất là đông rồi. Ăn rất là ngon rồi, các bạn thấy màu sắc đẹp mắt không? Trên là màu vàng đậm, ở dưới là màu vàng lợt. Bánh là rất là mịn, đẹp mắt. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử nha. Đây các bạn thấy không? Bánh rất là mịn, mềm, phía thạch thì trong. Mình ăn thử. Bánh rất là ngon nha các bạn. Chua chua, ngọt ngọt. Vị thanh của chanh dây. Rất là mềm. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh chanh dây rồi. Và món này là rất là ngon. Và các bạn đã biết được thêm một món tráng miệng mới. Và mình hy vọng các bạn sẽ thành công với món này.
Hãy nhấn like video và subscribe kênh giùm mình để mình có động lực ra thêm những món khác nha. Cảm ơn các bạn.